Không biết là Di đang đợi nấm hay là Di đang khịa nấm đây. Rồi, Di đang khịa nấm rồi, tức quá gì ạ. Tỷ số bây giờ đã là 6-5 rồi mọi người ơi. Còn mấy nấm nó buồn quá. À, mình thấy mọi người nhảy từ chỗ đây, mọi người nhảy qua được nè, để nấm thử nhảy thử. À, được nè. Huyết. Sao không nhảy lên được ta? Sao chỗ đó nhảy lên được ta? Ok, Duy 6 năm nghiêng về đội của Duy rồi. Lắc quá hả? Nấm xem like vẫn thấy bình thường mà ta. Nấm xem like vẫn thấy bình thường á. Hello cả nhà, hello cả nhà. Xin chào, chào mừng đến với chương trình Tết Sửu Cay thật, cay nhở. Không làm event nữa. Nếu Mama muốn chơi giỏi nữa thì Mama phải học anh Ban TV. Mama cũng có xem live của anh Ban TV rồi, nhưng mà bất chấp nhảy theo không được mọi người. Hiện tại là Di vẫn đang dẫn dẫn đầu tỷ số rồi. Trời ơi, Di ơi là Di. Sợ gớt quá mọi người. Sợ gớt dễ sợ.